Căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, các đối tượng công chức sau sẽ áp dụng ở lương chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước. Công chức loại A3, nhóm 1, A3.1, bao gồm các ngạch công chức, chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm sát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, kiểm soát viên cao cấp hải quan, kiểm soát viên cao cấp thị trường. Nhóm 2, A3.2, bao gồm các ngạch viên chức, kế toán viên cao cấp, kiểm dịch viên cao cấp động thực vật. Loại A2.1, bao gồm các ngạch công chức, chuyên viên chính, chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra viên chính, kiểm soát viên chính thuế, kiểm toán viên chính, kiểm soát viên chính ngân hàng, kiểm tra viên chính hải quan, thẩm kế viên chính, kiểm soát viên chính thị trường. Nhóm 2, A2.2, bao gồm các ngạch công chức, kế toán viên chính, kiểm dịch viên chính, đội thực vật, kiểm soát viên chính, đề điều. Công chức loại A1. Công chức loại A1 bao gồm các ngạch công chức, chuyên viên, chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phương chứng viên, thanh tra viên, kế toán viên, kiểm soát viên thuế, kiểm toán viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm tra viên hải quan, kiểm dịch viên động thực vật, kiểm lâm viên chính, kiểm soát viên đê điều, thẩm kế viên, kiểm soát viên thị trường. Công chức loại A0. Công chức loại A0 áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng hoặc cử nhân cao đẳng. Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp. Công chức loại B. Công chức loại B bao gồm các ngạch, cán sự, kế toán viên trung cấp, kiểm thu viên thuế, thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý, ngân hàng, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên kiểm dịch động thực vật, kiểm lâm viên, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản, kiểm soát viên trung cấp thị trường. Công chức loại C, nhóm 1, bao gồm các ngạch, thủ quỹ kho bạc, ngân hàng, kiểm lâm viên, nhân viên hải quan, kiểm lâm viên sơ cấp, thủ kho bảo quản nhóm 1, thủ kho bảo quản nhóm 2, bảo vệ, tuần tra canh gác. Nhóm 2, bao gồm các ngạch, thủ quỹ cơ quan, đơn vị, nhân viên thuế. Nhóm 3, áp dụng cho ngạch kế toán viên sơ cấp.